Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 932 thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng. Tổ công tác với vai trò tổ trưởng được giao cho Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Tổ phó tổ công tác gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó thường trực, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tư pháp. Lãnh đạo Bộ Công an là tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là tổ trưởng tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tướng. Các thành viên tổ công tác là lãnh đạo các bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, lao động thương binh và xã hội và cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính, văn phòng chính phủ, ủy viên thường trực. Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Tổ công tác còn có nhiệm vụ giúp thủ tướng chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính đang là rào cản. Tổ công tác có thể định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng và Chính phủ các chính sách, giải pháp phát triển thể chế, quy trình thủ tục hành chính cơ bản, các chính sách và giải pháp cải cách hành chính. Tổ công tác cũng tiến hành theo dõi, kiểm tra và tổng kết thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cơ bản, báo cáo kết quả cải cách chính sách, cơ chế hành chính đến Thủ tướng, Chính phủ và thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của Thủ tướng và Bộ Nội vụ.